In this city, you might find steamed rice rolls or banh quan, which originated from the north of Vietnam. Banh bo or banh bot lock, typical foods from the central Vietnam. Or foods from other regions of Vietnam, as well as foods from around the world. The culinary culture of Ho Chi Minh City is well known as a melting pot of the quintessential elements in Vietnamese and international cuisine. Qua 2 năm đại dịch, thành phố Hồ Chí Minh rất phục hồi rất là nhanh và rất là tốt. Đây là cái nơi giống như là để khẳng định là cái thương hiệu của mình. I came here first 5 years ago. And in terms of restaurants, it has evolved a lot. What I like more is that Vietnamese chefs are getting more and more known. And Vietnamese chefs have very good restaurants. They're playing on a very high league nowadays. Chefs from the country and worldwide have found their second home in this country and brought various distinctive dishes to each region, enriching the city's culinary culture. Tình yêu ẩm thực đối với tôi nó đến rất là sớm, từ lúc còn nhỏ. Tôi may mắn tôi sống ở một cái vùng mà người dân ở đó đám cưới, đám giỗ này kia thường là họ làm rất là lớn, ở một cái vùng ở Kiên Giang miền Tây. Chính có những cái bữa tiệc đó nó làm cho tôi có cái cảm xúc mà cũng không biết từ hồi nào tôi mê ẩm thực. Tôi cứ ấp ủ mãi cái mong muốn là tôi mở một cái quán, mở một cái nhà hàng gì đó để thỏa mãn cái đam mê ẩm thực của mình. Thuận là mạn mã, cho nên là khi bắt đầu công việc làm bếp đến nay thì đa phần Thuận thường nấu nướng trên lửa hết. Nấu nướng trực tiếp trên lửa nó giúp cho nguyên liệu nó được ngon hơn và cái hương vị của nó sẽ gần gũi hơn, gần gũi nhất đối với người Á Đông. Đối với Thuận thì nấu ăn nó giống như là một cuộc chơi. Thì ở đó mình phải làm chủ được cái cuộc chơi, sẽ phải chơi rất nhiều lần để mà hiểu được cái cách và vận hành của lửa. My name is Pedro Goizueta. I've been living in Vietnam for 5 years. I'm Spanish. And Vietnam reminds me a lot to Spain. The Vietnamese people, they're very family focused. They like to drink, they like to party, they like to eat, share dishes, and they care a lot about the others. Same in Spain. So we wanted to bring a bit of Spain to Vietnam. Đây chính là cái ngôi nhà của Thuận. Cái cảm giác mà sướng hơn, tức là trong bếp có những cái sáng tạo sẽ rất là điên rồ, đem đến những cái trải nghiệm mới. Thế là mình quyết định là bắt đầu một cái hướng đi mới. Và đến bây giờ thì nhà hàng đã ra đời và cũng đã được gần 3 năm. At home I used to cook a lot, but when I was young, but more sweet things, never salty things. I came to Vietnam, I felt that it was the right moment for me to open a restaurant. So here we are with restaurant and still in Vietnam and happy and growing. What we are serving is proper food, proper Spanish food, good ingredients, cooked with love, served on a nice way. Để mở
một cái nhà hàng, tôi nghĩ đó là cả một cái quá trình ấp ủ rất rất là lâu, rất là nhiều thời gian, từ lên ý tưởng, từ lên thực đơn, rồi lên thực đơn thì mình sẽ bán món gì, bán món gì đừng có trùng lập với người ta, rồi tất nhiên là phải thử rất rất là nhiều lần, và cũng phải đi tìm nguyên liệu để cho cái thực đơn của mình phong phú hơn. Thì đến cách đây khoảng 7 năm tôi mới bắt đầu mở cái nhà hàng đầu tiên. Traditional Vietnamese cuisine, fusion Asian cuisine, and real Spanish cuisine. Different culinary styles, but the same will to contribute to the diversification of Ho Chi Minh City's cuisine. So let's see how they do it together. Trong nấu ăn, dù là gia đình hay là nhà hàng, thì cái nguyên liệu vô cùng quan trọng. Cái nguyên liệu ngon nó quyết định chất lượng món ăn, cho nên là phải chọn kỹ. Cái này thì là quế kiểu khác anh hả? Giống như là cái miền nó khác hơn, không biết nha. Chứ hạn như gạo này gạo kia vậy. Nhưng mà với này con nấu á, thì nó ngon hơn cái kia, uống trà. Cái này pha trà thôi, còn mà nấu phở rồi này kia thì phải là phở này. Khách phần lớn nếu mà ai biết ăn mắm á, là đều sẽ gọi lẩu mắm. Là bởi vì cái món lẩu mắm ở đây, trừ mọi người đi miền Tây hay gì thì ăn cái khẩu vị khác. Nhưng mà cái khẩu vị ở đây khá đặc biệt. Thực ra tôi nghĩ rằng cái bí quyết để làm món lẩu mắm ngon không gì hơn là cái nguyên liệu phải ngon. Bí quyết cũng không có gì nhiều, đơn giản cũng chỉ rằng là mắm xong rồi nêm đường làm sao cho nó dịu lại nó vừa thôi. Để cái lẩu mắm không có tanh á, thì nước phải sôi lên rồi mới bỏ mắm vô. Nấu với nước dừa, độ ngọt nó đầm xuống, nó sẽ ngon hơn. Miền Tây rất là nhiều rau, và nhiều rau vô thì tự động nó sẽ ngon thôi à. Chào anh. Chào cô. Wow, hôm nay đồ ngon quá. Những con cá mà nó thuộc loại kêu là cá nước á, cá này có lớp da, lớp bóng của nó mỏng á, dạ. Thì phải cho nước biển mặn nha. Dạ. Và với đá lạnh để giữ cái chất lượng con cá. Nè, nhìn mọi người nhìn nè. Dạ, cá rất là chắc. Con cá cứng và nó như mới từ biển đánh bắt, nó còn những cái sọc này. Dạ. Còn nếu mà cho muối đá bình thường á, thì cái đá nó sẽ trầy và nó làm dập con cá. Dạ. Thì con cá sẽ không chất lượng. Tôi rất là chú trọng các vấn đề về nguyên liệu đầu vào, và với trên những nguyên liệu đầu vào ấy thì nó sẽ được kết hợp với gia vị địa phương rất đặc trưng của vùng miền để tạo nên hương vị mới cho các nguyên liệu đó. Hôm nay em nghĩ hôm nay em sẽ lấy mực. Dạ vâng, hôm nay chắc em thấy mực ngon em sẽ lấy mực. Nói đến nguyên liệu là nói đến về kết cấu. Khi hiểu về nguyên liệu thì mình sẽ tìm ra một cái cách để mà nấu nguyên liệu đó đạt được một cái độ ngon hoàn hảo.
toàn bộ các món ăn thì sẽ được chế biến trực tiếp trên lửa. Ở đây mực thì Thuận sẽ cắt ra rất là mỏng, không nướng nguyên con. Với kết cấu của mực, nó sẽ mang đến một cái trải nghiệm mới. Nó sẽ không giống như là nguyên một miếng. Vẫn là hương vị của mực đó, nhưng mà một cái kết cấu khác ở trong miệng. Thì khi ăn vào thì các bạn mới có thể cảm nhận được nó được. Vì mực ở đây được cắt rất là mỏng, cho nên khi nấu trực tiếp ở trên than lửa, mình phải nấu trên một cái vùng than cực kỳ nóng để mà giúp cho mực chín nhanh và vẫn giữ được cái độ mọng nước của thịt mực. Và ăn kèm với món mực thì mình sẽ có cà chua xanh đã được ngâm chua. Với nước sốt của món mực thì mình đang dùng rượu vang trắng nấu chung với lại là bơ để tạo nên một cái vị béo và vị chua cân bằng với lại là cái kết cấu và cái độ ngọt của thịt mực và một chút mùi khói khi nướng trực tiếp trên than. Và bên cạnh đó thì sẽ có thêm cái phần rất là giòn của da gà. Với món mực thì Thuận muốn tôn lên cái vị mực, cái vị tươi và hương vị của con mực, cho nên là Thuận kết hợp dùng cả mực của con mực để làm sốt và ăn kèm với mực để giữ được cái hương vị nguyên bản của mực. I think Vietnam has a big variety of fish and seafood, different from the one in Spain in terms of taste and texture, but still very good fish and seafood, and we use it a lot. We try to be as local as possible. Chicken, we have a very good supplier, very happy with him. Vegetables, we get them from the lab. No complaints against the vegetables. We're proud of using local products. As mushrooms are easy to find in Vietnam, Pedro likes to play around a little bit with them. This is not a very traditional Spanish dish. This is a escabeche, the mix of oil and vinegar. In Spain, we do a lot of escabeches, but normally not with vegetables. Normally with fish, or you can do also with meat, etc. So we wanted to change it a little bit and add some mushrooms to it. We add a bit of manchego cheese, which is a very strong Spanish cheese, and some hazelnuts and some garlic chips to give it a bit of flavor and texture to it. The creativity of the chef plays an important role in determining the distinguishing flavors of the recipe. It's not just about the ingredient selection, but also how well they cook and combine or how well they decorate the food. Khi đã tìm được một nguyên liệu ngon cho thực đơn rồi thì cái việc chế biến cũng rất là quan trọng để làm sao giữ được cái độ ngon của nguyên liệu. Món vịt sau khi ủ khô xong, mình sẽ dùng rơm nhồi vào bên trong bụng của vịt và sau đó mình sẽ nướng ở nhiệt độ thấp. Trong quá trình nướng nhiệt độ thấp và rơm được tiếp xúc với nhiệt thì bắt đầu sẽ sinh khói và nó sẽ tự hun khói cho thịt vịt từ bên trong. Khi món vịt gần được chín rồi thì mình đến giai đoạn làm giòn da, vịt sẽ được nướng với nhiệt độ cao hơn và gần than hơn. Nó sẽ tạo ra một lớp giòn da bên ngoài. Một cái điểm đặc biệt mà Thuận rất là ân ý ở trong cái món vịt trời này đó là sau khi nướng xong, da vịt rất là giòn, nhưng bên cạnh đó mình nếm được và ngửi được cái mùi các loại hạt, ví dụ như là hạt phỉ, nó rất là nutty. Để đưa một cái món ăn ra cho thực khách mà chấp nhận được thì phải thử rất rất là nhiều lần, nhiều khi tôi cũng không biết là bao nhiêu lần nữa.
Nếu mà mình làm món giống người ta thì chắc chắn sẽ không bao giờ ngon bằng người ta. Còn khi mình tạo ra một cái món của mình thì tất nhiên là mình sẽ có bí quyết, tâm huyết của mình để vào trong đó thì nó sẽ khác. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái điều quan trọng là cái sự khác biệt. Dù là một cái món ăn truyền thống nhưng mà mình tạo một cái sự khác biệt gì đó. Món bánh khọt là một cái món bánh rất là quen thuộc. Mọi người sẽ biết là bánh khọt miền Tây và bánh khọt Vũng Tàu. Hai cái bánh khọt của hai vùng đó là nó khác nhau hoàn toàn. Bánh khọt miền Tây thì mềm, nước cốt dừa nhiều. Còn bánh khọt của Vũng Tàu thì chiên giòn và cứng. Mỗi cái đều có ưu nhược điểm của nó. Tôi nghĩ rằng là làm sao dung hòa được giữa cái quá mềm và cái quá cứng để cho nó làm sao để cái vỏ nó giòn nhưng bên trong nó vẫn mềm. Và người ta cuốn rau sống người ta ăn thì nó cảm giác sẽ thích hơn là cứng quá hoặc mềm quá. Tôi nghĩ ẩm thực đó là một sự sáng tạo không ngừng. To get more inspiration for his cooking, Pedro often takes a food tour around the city with his friend. Today he is visiting the Lunch Lady food stall, which serves Vietnamese noodle dishes. What I like most about Vietnamese food is the freshness of the food. I love when they put you all the different herbs and then you add herbs to your soup or whatever. And I also really like that different soups have different set of herbs and you play with them, so you do your own thing. So this gives you new flavors every day. I like to put a lemon a little bit. You want some chili? No, merci. Tasty. Wow, it's really amazing. It is, especially from Ho Chi Minh. Oh, really? Yeah. Okay. Very good. Wow, and I love these noodles, you know, this. So much texture, very nice. Nhong quoi? I love Vietnamese food. Vietnamese food is amazing. Very big flavor profiles. You have all types of ingredients mixed together, which I love. And as you can see, I love the food. I don't leave anything on the plate. Thank you. In Ho Chi Minh City, people often enjoy coffee in the morning at roadside coffee shops after having breakfast. Coffee here is not just a drink, it's a part of Vietnamese culture. This has changed. Let's enjoy the morning coffee. Yeah, very nice. You wanna know, I never had a coffee before I came to Vietnam. Really? And I'm addicted to it. Non-stop. Love it, all the time. I cannot start my day without a coffee. All right. Awesome, good. As a chef, I'm very happy to be here because it's challenging. You know, the new ingredients, new cooking techniques, new flavors. Besides new flavors that they create or discover, each chef has their own dish featuring themselves. Those are typical foods which remind them of their pasts or hometown, using high-quality ingredients and creative cooking techniques. This is called Barca de Espeto, which
would be a boat of espeto, okay? And it's very traditional from my area, from southern Spain. Normally in the summer, all the beach restaurants, they have one boat like this, and they grill fish on the boat. Normally in Spain, we do it with olive tree wood, which burns very fast. So that's why you need a lot of heat for this and cook very fast the fish. In another city kitchen. Tôi có một cái món mà nó gắn liền với tuổi thơ của tôi. Hồi nhỏ khi mà cả gia đình cô Kiên Giang sống, má của tôi bán cá khô. Bà là người đầu tiên ở cái chợ huyện đó đi ra Rạch Giá mua cá khô về để bán. Thì bà bán rất là đắt hàng. Bây giờ tôi có làm một cái món là khô cá bè trang chiên giấm đường, vô cùng dễ làm luôn á. Con khô mua về cắt ra những cái miếng mình cảm thấy vừa ăn, rồi ngâm rửa nước lạnh nhiều lần để cho nó bớt mặn. Rồi sau đó đem chiên thôi, cho nó vàng lên. Mình phi tỏi mẩy ớt cho nó thơm, rồi cho giấm vào, cho đường vào, cho nó sệt 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 lại, rồi bỏ khô trở lại, đảo lên mấy vòng cho nó thấm giấm đường là đã ngon rồi. Đó là một cái món ăn cơm của người miền Tây. Người ta giảm độ mặn bằng cách là ăn kèm với lại xoài bầm hoặc là rau sống. Thuận đã dành rất nhiều thời gian để đi du lịch dọc hết tất cả các vùng miền ở đất nước Việt Nam để tìm hiểu về các văn hóa và các văn hóa về ăn uống của người đồng bào. Đối với người đồng bào, vào những ngày mùa đông thì thời tiết rất là lạnh và hầu như là không có mặt trời. Cái việc hun khói này người đồng bào sẽ làm trước mùa đông để tận dụng những khoảng khắc của mặt trời vào cuối thu. Và sau đó thì cái nguồn nguyên liệu đó nếu mà nó chưa được khô để đảm bảo là nó được giữ qua hết suốt mùa đông thì người đồng bào lại tiếp tục phơi nó lên trên giàn để làm cho nó khô để mà nguyên liệu của mình được bảo quản đến hết suốt mùa đông. Từ những cái chuyện như vậy thì Thuận hình dung ra và áp dụng nó trong cái căn bếp của nó và chia sẻ lại với lại các bạn đồng nghiệp ở đây. We want to bring Spanish culture to Vietnam so that Vietnamese understand it and get a real Spanish experience in Ho Chi Minh City. And at the end, nothing can miss, you know, good fish and wood fire. It's going to be amazing for sure. Hôm nay thì tôi ăn BBQ, cá, mực và tôm, sau là có một ít đậu bắp. Ở trên đấy thì nó có chanh đắp lên, thì ăn với là sốt thì rất là ngon. Đúng là phong cách của Tây Ban Nha. I love it. It's amazing. He bring in Vietnam the Spanish taste. When he make the food, he make by her. That is the best for us. On in Ho Chi Minh, we are very happy to have this chef because it's amazing for all body come here. Vietnam is amazing. I love Vietnam. I'm here very happy. I want to spend many years in Vietnam and I want to be part of the growth of Vietnam. I think Vietnam is growing a lot and it's growing great, and in the F&B even more. And also I think we can add a lot to Vietnam. The same as Vietnam is adding me a lot in my personal life and in my daily things. Nếu bạn đã có cơ hội đến Tây Bắc để thử những cái nguyên liệu đó và khi ăn vào sẽ có một cái mùi hun khói nhẹ, thì ở đây cái cảm giác mà Thuận mang lại cho khách hàng cũng là cái hương vị đó. Đây là một trong những cái cảm xúc mà bạn đã được thử rồi, nhưng khi trở lại Esta thì nó sẽ đánh động cái cảm xúc đó lại của bạn một lần nữa.
khi mà mình đưa những cái món ăn từ ký ức của mình thì cũng sẽ chạm đến được trái tim của rất là nhiều thực khách, là bởi vì đâu đó họ vẫn có những cái ký ức tuổi thơ tương đồng với mình ở những cái vùng đất đó, và khi mà họ bắt gặp lại thì họ rất là cảm động. Cái điều đó nó lưu hoài trong cái trí nhớ của họ. Chef Pedro, Juan and Mrs. Thuy are only three among many chefs making great contributions to the food variety of the culinary scene in Ho Chi Minh City. Each chef would be one specific mosaic piece in the growing picture of the FB sector in the city.